Các bạn ơi, giờ tiếp tục mình thu hoạch cái ao mà thả hơn một năm rồi các bạn nhé. Đấy, rộng mênh mông này. Hai con máy công suất lớn đang dự tính là cá biểu từ 5-6 cân. Bỏ ao lâu ngày không đi này, không biết có người ta có bắt trộm không, lâu ngày không đi dập dù. À, có trứng, có trứng các bạn. Chủ yếu người ta đây nhặt trứng vịt trộm của người ta để rơi chúng nó. Ôi rộng quá các bạn. Tiết mù rồi. Quá trời. Ao này là lúc mình thả từ lúc nó còn bằng ngón tay thôi, nhưng hơn một năm rồi, đã bảo đảm sạch an toàn. Ai mua đăng ký alo mình nhá, đến sớm mới sớm, cá này thì không có một tí cám nào nhá, đá để thả tự nhiên, giống mua tận Hưng Yên đấy các bạn. Các thu hoạch đấy. Lúc nào bắt đầu vào bắt thì mình sẽ quay cho các bạn xem nhá. Ok, hai máy bơm công suất lớn này, dự kiến trong vòng một ngày một đêm là cạn nhá. À.